Chào các bác nhé, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bác một loại gỗ cực kỳ đặc biệt và rất là thơm. Nếu mà nói ra đây thì các bác sẽ nhiều bác biết và nhiều bác sẽ không biết. Đây là đàn hương Ấn Độ các bác nhé, đàn hương đỏ Ấn Độ. Đó, tôi mới mua được một mẻ gỗ từ một người xách tay từ Ấn Độ về. Nhiều bác là hỏi cái loại này lắm này. Nhiều người thích cái loại này, mê cái mùi thơm của nó lắm. Cái gỗ này thì nó điểm của nó thì 10 trên 10 các bác nhá. Chả phải bàn về chất lượng nữa rồi. Hàng này là hàng tự nhiên, núi rừng. Một lát nữa tôi sẽ giải thích cho các bác vì sao mà phải cắt nhỏ ra như này để vận chuyển từ bên Ấn Độ về nhé. Đấy, nó có đóng tem mác từng cây gỗ một, nó đóng đấy, nó có chữ hết trong gỗ này, nó in vào, các bạn thấy chưa? Đó, thì cái gỗ như này, cái cây của nó, cây đàn hương của nó, chiên đàn hương Ấn Độ, thì cái loại gỗ này nó cực kỳ thơm và nó thơm rất là dễ chịu. Đây là đàn hương đỏ Ấn Độ nha các bác nhá. Thơm cực kỳ dễ chịu. Cái gỗ của nó lì đẹp, càng đeo nó càng bóng đẹp. Nó không giống như hoàng đàn của mình. Hoàng đàn của mình thì đeo nó sẽ hơi sậm sậm, xám xám, nhưng mà cái đàn hương này thì càng đeo nó càng bóng đẹp, nó lì gỗ lắm. Chất gỗ của nó đẹp vừa thơm. Đó. Như ví dụ như tiểu diệp tử đàn là chất gỗ nó chỉ đẹp thôi, nhưng mà nó không có hương thơm tốt như cái ngọc am hay cái bách xanh hay cái hoàng đàn ở Việt Nam của mình. Nhưng mà cái đàn hương này này nó được cả 10 điểm về mùi thơm và 10 điểm về chất gỗ các bác nhé. Gỗ của nó rất là bóng đẹp. Chính vì thế giá của nó rất là cao và rất là mắc. Và cái gỗ đàn hương này nó là thuộc top 1 đứng đầu bảng trong các cái loại gỗ quý của Ấn Độ. Và nó nằm trong cái diện là cấm, hàng cấm ấy các bác, hàng cấm vận chuyển đi. Nó quy định trong pháp luật của Ấn Độ là nếu mà các bác không xé nhỏ ra như này để vận chuyển thì nếu mà người ta bắt được, công an bắt được các thứ họ sẽ thu vào. Nếu mà to thì sẽ phạt tù. Khúc gỗ to sẽ phạt tù, ngồi tù luôn. Còn khúc gỗ nhỏ, những cái khúc nhỏ như này họ chỉ thu và họ phạt hành chính thôi các bác. Chính vì thế mà người ta vận chuyển là người ta sẽ làm ra những cái loại nhỏ như này để vận chuyển. Thì nếu mà có bị giữ lại ở sân bay thì chỉ có hải quan là họ thu và họ phạt tiền hành chính là họ sẽ thả đi. Đó là mục đích là người ta làm nhỏ, chứ không phải tự nhiên là người ta làm nhỏ này đâu các bác nha. Đó, thì có trao đổi với cái bác ở bên bên Ấn Độ, bác ấy sang bên đấy thường xuyên và bác ấy đi về Việt Nam cũng thường xuyên. Rất là có duyên, tôi rất là có duyên để gặp được bác ấy. Thì hai người rất là hợp, nói chuyện thì cũng rất là hiểu ý nhau và mua bán rất là nhanh. Tôi thì tôi mua bán nhanh á. Cứ được cái là tôi mua, tôi thích là tôi mua thôi. Giá hợp lý là tôi mua thôi. Ok, mình có thể bán ra được ấy. Mình có thể làm và mình có thể bán ra được thì là tôi mua. Còn những mà người nào mà đã không có duyên hoặc là không cảm thấy không thích thì tôi sẽ không mua. Còn những người nào mà có duyên thích hợp, vì bác này bác cũng làm về các cái loại phong thủy như là tượng này, vòng gỗ trầm này, đó, hoặc là phổ phách này, và cũng là theo đi sang bên đấy là học đạo Phật quá, cho nên là rất là gọi là tâm đầu ý hợp, nói chuyện rất là ok và bác cũng mua bán rất là nhanh, rất là dễ tính nữa. Người thì người ở ngoài trong Việt Nam này thôi, nói chuyện rất là dễ. Đó. Tôi mua đây là những cái phôi gỗ tôi cho các bác xem thôi, chứ còn tôi thì mua nhiều cơ. Lấy thêm lên cho các bác xem nha. Bác nào mà cần có nhu cầu đặt hàng ấy thì cứ báo tôi sẽ làm. Những cái thanh này thì làm ra được khoảng 14-15 ly. Thanh to như này là được 16 ly này. Không biết là có được 16, thơm lắm. Cho nên đấy nó thơm phức cả phòng luôn.
Cái này nó có hai mục đích sử dụng, đó là thứ nhất là làm vòng, ưu tiên là làm vòng tay, làm chuỗi hạt chẳng hạn. Thứ hai đó là những cái bột ấy mình có thể gom lại mình làm nhang. Thì làm nhiều vòng thì mới làm thì có bột tiện thì làm nhang được. Làm nhang thì nhang của nó cũng rất là mắc. Mắc hơn cả trầm hương các bác. Nói chung là cái mùi thơm của nó đấy, khi mà có một cây que nhang này mà nhúng vào nước, sau đó là đốt lên thì nó thơm lắm các bác nhá, nó thơm thơm phức hết cả phòng, cả cái không gian đấy luôn. Thơm rất là dễ chịu, đặc biệt. Đây cái như cái khúc này thì làm được 15 16 ly. Đó. Tiện tay, tiện thủ công thôi. Chứ không làm bằng máy được, những cái hàng này là tiện thủ công 100% các bác nhá. Ở đây tôi có số lượng cũng khá khá, rất là nhiều. Mua theo cân, cái này mua theo cân các bác. Các bác nào mà có nhu cầu hoặc các bác nào thích một thanh như thế này, các bác có thể báo tôi, tôi gửi cho các bác cân lên. Một thanh như thế này chắc tầm chưa đến một lạng, mấy trăm gram, mấy chục gram nữa. Thơm lắm, thơm phức luôn, cực kỳ đã. Không cần tiện hạt, các bác về các bác tự cầm như này, cầm trong túi phong thủy, cầm một lúc ra tay này, nó nóng, nó tỏa ra hương thơm bát ngát luôn. Tôi chưa thấy cái loại gỗ nào mà nó thích và nó đạt chất lượng như cái loại gỗ đàn hương này, chiên đàn hương đỏ Ấn Độ 100% các bác nhá. Đây, khỏi phải, nó có những cái dấu này. Cây nào nó cũng có dấu ấy, nó cũng dấu. Thì các bác có thể đến xem hàng trực tiếp tại cơ sở 2 ở thành phố Hồ Chí Minh, là ở quận 2. Tôi sẽ, nếu các bác muốn đến xem thì tôi sẽ nhắn địa chỉ, hoặc là các bác có thể xem địa chỉ ở dưới cái clip này. Tôi sẽ nhắn cho các bác qua Zalo, các bác kết bạn Zalo trực tiếp nhé. Và các bác nào đặt vòng thì tôi sẽ gửi gỗ đi làm vòng cho các bác, 108 hạt rồi vòng tròn, vòng tay. Trước không biết là có bác nào nhỉ, bác nào đặt tôi hai cái vòng nhưng mà tôi quên rồi, quên cái Zalo của bác ấy. Nếu mà bác ấy xem được cái clip này, có mua hàng của tôi rất là nhiều thì gọi điện trực tiếp, tôi sẽ tư vấn cũng như là báo cho các bác, là tôi sẽ gửi vòng đi. Và bác ấy lấy luôn cái vòng tôi đang đeo ở tay, là cái vòng chiên đàn Ấn Độ ấy. Bác lấy luôn, hôm đấy là để lại cho bác ấy. Bác ấy thích quá, bác ấy đeo luôn cái vòng của tôi đang đeo. Còn bây giờ thì có gỗ rồi, tôi sẽ làm đặt hàng cho các bác, cực kỳ là chất lượng luôn, cái hàng siêu phẩm mới nhất, tốt nhất của một khuôn shop VIP nhất. Nói chung là những cái sản phẩm này thì VIP thuộc hàng top 1 rồi các bác nhá. Rồi, xin chào các bác, thơm quá, thơm lắm.